31. Cuộc sống tất nhiên là những trở ngại, khó khăn, đau khổ. Có khi bế tắc tất cả, hụt hẫng, cô đơn. Nhưng bạn nên hiểu rằng, trên thế gian này, không chỉ riêng mình bạn khổ đau, mà còn có rất nhiều người khổ hơn thế nữa. Đây không phải là lý do để chúng ta thối lui. Người thật sự dũng cảm là người dám đi trên con đường gập ghềnh mà ít ai dám đi. Nhưng cho dù gặp gần tới đâu, cũng có khi bằng phẳng. Đau khổ đi qua rồi, hạnh phúc sẽ đến. Có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc và an lạc. 32. Mỗi người chúng ta đều như nhau cả. Nhưng một người nào đó có thể vượt qua người khác là nhờ tự mình đã chiến thắng được chính mình và chuyên tâm học tập. Tự huấn luyện thuần thiền thân tâm của mình, đồng thời phải có ý chí, quyết tâm, không từ bỏ nếu không đạt được mục đích. 33. Cuộc sống cần kiệm là của báu vô giá. Dè dặt, cẩn thận là cánh cửa để giữ mình. Người giàu có nhiều tiền mà dùng không đúng chỗ thì sẽ hại lụy cho bản thân. Lòng tham dục nhiều thì sẽ làm hại đến tinh thần. Người xưa thường nói, không tham cầu còn hơn bố thí mà lợi dụng. Dè dặt giữ mình còn hơn là ăn chay mà làm điều bất thiện. 34. Làm người còn phải tập dưỡng dưng với đủ thứ bụi đời của ngũ dục, tài sắc, danh thực thùy thì mới tốt. Và đừng nên nịnh hót người giàu sang, không ham lợi thì ít bị tai họa. Biết nhường nhịn nhẫn nhục thì sẽ được bình yên. Siêng năng tắm gội thì thân tâm mình sạch sẽ. Ham chơi sa đọa thì sẽ sinh nhiều bệnh tật. Nên phải cố gắng học hỏi những bậc hiền nhân. Đừng cho sự học là khó, rồi không chịu học thì cả đời sẽ lún sâu. 35. Chúng ta thà sống ngay thẳng mà nghèo khó, còn hơn làm việc xấu ác mà được giàu sang. Muốn thực hiện được ước mơ, bạn hãy nên hành động với tâm chân thành thì mới mong biến giấc mơ trở thành hiện thực được. 40. Đức Phật và Đức Chúa được xem là hai người bạn thân thiết với nhau, nhưng mỗi vị có một phương tiện giáo hóa chúng sanh khác nhau. Chúng ta sống trên thế gian này đều thở chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước của đại dương. Tại sao phải phân chia giai cấp ta người thân sĩ mà không nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc chứ? 41. Các bạn thử nghĩ xem, trước khi loài người xuất hiện trên thế gian này thì vũ trụ bao la này có ranh giới gì đâu. Nhưng về sau, lòng tham của con người thật ghê tởm, đến nỗi có thể khiến cho cả thế giới chia cách nước non. Như ngày hôm nay, binh chiến tàn sát lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi. Nhưng thật đau xót khi biết rằng chúng ta chỉ có thể sống được vài chục năm. So sánh với người ở cõi trời thì thời gian chúng ta sống chỉ bằng một bữa ăn của họ mà thôi. Bạn phải nên phấn đấu để vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Với ý chí và nghị lực đó mới có thể giúp cho người đầy tớ Stiberty trở thành một người họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Phile, nhà nghèo không đủ tiền mua nổi quả bóng để đá, sau này trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Stallone, hơn sau 1.300 lần xin việc, cuối cùng cũng thành công. Sonat, Newton, Einstein, từ đau khổ tột cùng, các vị đã dũng mãnh không lùi bước và quyết chí tiến lên và đã trở thành những nhà thiên tài cho nhân loại. 42. Trên con đường thành công không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Trong cuộc sống này không có gì là không thể. Niềm tin trong trái tim của mỗi con người sẽ tạo nên sự kỳ tích. Do đó, Chúa và Phật đã dạy, tìm sẽ gặp
và đi sẽ đến. 43. Gần gũi với người hiền hay bạn lành giống như gần trầm hương. Lâu ngày, trầm hương sẽ thấm mùi hương lên thân thể bạn. Gần gũi với người dữ hay bạn không tốt giống như cá ương. Lâu ngày sẽ làm cho bạn hôi thối. Muốn biết bạn đó tốt hay xấu thì gần gũi lâu ngày sẽ biết. Nếu người bạn của mình đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tín tròn đủ và không bị tiền tài, sắc dục, danh lợi, ăn uống, sa đọa, lười biếng chi phối thì đó là bạn tốt. Bạn nên gần gũi để học hỏi. Nên biết nếu gặp bạn tốt thì nên kết thân, nếu không gặp được bạn tốt thà không có bạn thì hơn. 43. Trên nhân thế, lòng người thật khó mà biết hết được. Quân tử kết bạn với nhau thì sướng vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Thâm giao với nhau cốt ở lòng chân tình, không giàu sang mà phụ bạc nghèo khó. Muốn biết được lòng người, hãy đem ngũ dục và bát phong, lợi, suy, hỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc để thử họ. Thế gian nhiều người tri âm có gặp. 44. Người xưa nói đắc văn thiền ngôn như hoạch kim châu bảo ngọc, nghĩa là nghe được lời nói hay của bậc hiền trí như gặp được vàng ngọc châu báu. Có khi chỉ nghe một lời hay cũng có thể làm thay đổi cuộc đời. Cho nên chưa được học thì phải học, chưa được tốt thì phải tốt, chưa được hiền thì phải hiền. Không nên tự ti vì đó là tự phụ chính mình vậy. 45. Không có thế giới nào là hoàn toàn đau khổ hay hoàn toàn hạnh phúc cả. Đau khổ là do hạnh phúc mà lập, hạnh phúc từ đau khổ mà có. Cuộc đời luôn tương đối. Bạn đừng nên cứ đứng mãi núi này rồi trong núi nọ để tìm kiếm một nơi hoàn toàn không đau khổ. Đó là bạn tự tìm đến đau khổ mà thôi. Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Nếu ta mở rộng tấm lòng bác ái, vị tha, bao dung, độ lượng và thông cảm với mọi người, khi ấy bạn không cần cầu hạnh phúc mà hạnh phúc tự đến. Lúc đó là bạn đang ở thiên đường. Còn nếu hẹp hòi, ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, sân si, chấp ngã thì chính khi ấy bạn đang ở trong địa ngục vậy. 46. Trong cuộc sống ngày nay, tình trạng cạnh tranh kinh tế ngày càng mãnh liệt. Mỗi người chúng ta đều phải đối đầu với mọi áp lực và công việc nặng nề. Nếu không kịp thời giảm bớt áp lực này thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm lý mất thăng bằng. Nó sẽ là sợi dây vô hình siết cổ chúng ta. Để thoát khỏi tâm trạng lo lắng, âu sầu này, bạn phải biết học cách buông xả một số công việc không cần thiết mới có thể giữ được sự vui tươi trong tâm hồn. Và mọi người được gần gũi mình đều cảm thấy an lành, ấm áp hơn. 47. Bản thân của cuộc sống có rất nhiều điều phiền não, nhưng nhờ từ trong đau khổ phiền não đó, ta mới hiểu được chân lý của cuộc đời. Trong khốn khổ, bạn mới thu thập được kinh nghiệm sống, trưởng thành hơn. Từ trong oán sầu, bạn sẽ đạt được nguồn suối vui tươi. Bạn cố gắng vượt qua đau khổ, vượt qua chính mình. Tất cả đều nằm trong tầm với của chúng ta. Không ai có thể thay đổi mình hơn là chính mình. Và cuộc đời là phải do chính mình nếm trải. Một trái tim vui vẻ chỉ treo ở trước cổ thôi chưa đủ, mà phải đem nó cất sâu thẳm trong con người mình mới được các bạn à. 48. Người hay tự mãn thì không học được những điều gì cao xa. Tự kiêu thì chính mình chẳng lớn. Không phải người hiền đức, nếu không đủ sức cảm hóa họ thì chớ gần. Đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy. Những điều không đáng chớ nên giận. Sự việc không cần thiết thì đừng nói. Cẩn thận thì không lo. Nhường nhịn thì không có tai họa.
Bình tĩnh sáng suốt thì tâm thường yên, cần kiệm thì thường đủ, siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội, người sống phải biết dè chừng, việc làm không nên thối hóa. Được như vậy, cuộc đời ta sẽ tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 49. Sở dĩ tấm gương sáng là vì nó không dính bụi bặm. Người tinh thần thanh tịnh là vì không bị những ham muốn tầm thường quyến rũ. Người nếu không giữ nề nếp nhỏ thì cuối cùng sẽ bị tổn hại đến đức lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua, thấy điều ác nhỏ thì chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ nhưng chảy hoài cũng đầy bình, hang kiến cũng có thể làm đổ vỡ con đê lớn. Một hạt bụi cũng có thể làm cho mắt ta không thấy đường. Thế nên người biết lo xa là người luôn cẩn thận và dè dặt thân khẩu ý của chính mình. 50. Có nhiều người thường nói với tôi, sau khi chúng tôi có tiền, có tình yêu, có danh vọng thì phiền não của tôi lại đến càng nhiều. Tôi chỉ cười và bảo, vậy bạn muốn hạnh phúc phải không? Được, nếu muốn hạnh phúc vui vẻ, các bạn phải tập thay đổi quan niệm. Khi có tiền phải nên bố thí, tình yêu thì phải biết cách dâng hiến và hy sinh, danh vọng phải nên phục vụ quần chúng. Sống như vậy các bạn mới thấy vui vẻ và hạnh phúc được. Thật vậy, những gì chúng ta muốn giữ lại thì hãy cho đi. Như thế thì niềm vui và hạnh phúc sẽ còn mãi. 51. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta quá để tâm đến việc được và mất, cho nên tâm hồn không thể thanh thản, tâm trạng an nhàn vui tươi cũng không còn, và thường bị thay thế bởi sầu lo. Quá buồn khổ rồi lại đi tìm bình an mà không biết hạnh phúc và bình an ngay từ dưới gót chân ta và ngay trong ngôi nhà của mình. Nếu bạn muốn đi tìm bình an và hạnh phúc ở bên ngoài thì sẽ có một ngày bạn sẽ thất vọng. 52. Nơi u ám nhất và đau khổ nhất không phải là ở 18 tầng địa ngục như trong sách đã thường nói, mà chính là tâm trạng bế tắc trong tâm hồn của mỗi con người, do nhân duyên tác động làm cho bạn sống không được mà chết cũng không xong. Bạn nên biết cảnh do tâm sinh. Tâm đã lạnh thì mặt trời cũng không làm cho ấm lại được. Tâm đã nóng thì băng tuyết cũng phải tan chảy ra. Do vậy, chúng ta phải biết cách chuyển phiền não thành bồ đề, phải trở về nội tâm, buông bỏ các duyên, nhất tâm an tịnh, khiến những ngọn sóng to phiền não. 53. Tiềm năng và năng lực từ nội tâm của con người thật to lớn, không thể dùng lời để diễn tả được. Nhưng ít có ai có thể cảm nhận được điều này. Niềm vui của tự tâm là từ trong chánh niệm đem lại. Niềm vui này không có cái nào ở thế gian mà so sánh được, và người nào cũng có thể đạt được. Toàn thể vũ trụ bao la này có thể khái quát bao gồm trong một chữ tâm. 54. Phần nhiều người sống trên đời thường mơ ước phải chi cuộc sống của mình luôn được đầy đủ, tiện nghi, muốn cái gì thì có cái ấy. Đây là điều không những tham mà quá dại dột. Thật ra, khó khăn sẽ giúp chúng ta kiên cường hơn. Nếu cuộc đời ai đó hoàn toàn không có giông bão, phong ba cuộc đời như vậy thật là vô nghĩa. Giống như cây lúa, nếu được chúng ta chăm sóc quá mức, đầy đủ, thì cây lúa tốt quá, không có thể có hạt để ăn. Cây mọc nơi đất càng cứng thì thịt nó càng cứng, chắc sẽ làm được nhiều đồ quý giá. Người rèn luyện mài dũa nhiều thì sẽ mau trưởng thành và mới là người có ích cho xã hội. 55. Các bạn phải tập nhận thức đầy đủ về bản thân mình. Khi ý thức được khuyết điểm của bản thân, chúng ta còn có thể đánh giá chính xác về mình và đấu tranh ngoan cường với nó, không vì nhược điểm mà nhục chí. Trên đời này có hai hạng người đáng phải tôn kính, đó là
hạng người không có khuyết điểm và hạng người biết mình có khuyết điểm rồi cố gắng sửa chữa. 56. Có một việc rất hạnh phúc và bình an có thể trong cuộc đời bạn chưa từng trải nghiệm qua, đó là hãy chọn một căn phòng hay chọn một ngôi nhà nhỏ, yên tĩnh và chỉ có một mình bạn ở trong đó từ 3 ngày cho đến 1 năm hoặc hơn thế nữa, và phải được những người có kinh nghiệm hướng dẫn. Khi đó bạn hãy bỏ hết những chuyện bên ngoài, xem như mình đã chết. Quá khứ chẳng nhớ, tương lai đừng lo, chỉ cần nhất tâm vô tạp niệm, sống ngay trong hiện tại, không giao thiệp bên ngoài. Tùy theo căn tánh của mỗi người, bạn có thể biết được những gì mà người khác không thể biết, hiểu được những gì mà người khác không thể hiểu. Nếu bạn không thực hiện được một lần trong đời thì thật là tiếc lắm vậy. Và nếu bạn nghĩ rằng mấy mươi năm bôn ba bận rộn, không có ngày nào rảnh cả, thì tôi cũng không có thuốc để chữa rồi. 57. Thế thường thì hay bị việc làm phung phí, xa xỉ mà mất nhà, không liêm chánh mà mất chức. Đạo đức có được là do tâm hồn hướng thiện, an tịnh, tâm hồn trong sáng mà ra. Đức có là do từ bi, khiêm nhường, độ lượng mà thành. Biết đủ thì thường vui, tham quá lại lo khổ nhiều. Người biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ, người không biết đủ thì bao nhiêu cũng thiếu. Biết đủ tuy nghèo mà vui, không biết đủ tuy giàu mà khổ vậy. Người dù ngu ngốc, nếu chịu chuyên tâm học hỏi thì cũng sáng. Người dù rất thông minh, nếu hay buông thả lười biếng thì cũng tối tăm ngu muội. Chăm học là cốt để thấy hiểu được cao xa, biết sâu rộng là để sửa lỗi của chính mình. Nên ngồi ở trong nhà kín cũng phải giữ gìn như ở ngoài đường xá. Được như vậy thì mới tự nghiêm mình và nghiêm người được. 58. Người cho dù có thông minh đến tột đỉnh vẫn xem mình như người ngu. Công lao lớn trùm cả thiên hạ mà vẫn nhún nhường, sức mạnh cao tột hơn đời mà vẫn xem mình như yếu đuối. Thường khoan dung và tha thứ, giàu có tột đỉnh mà vẫn hay khiêm tốn. Không khinh khi người khác, đó là người dũng khí. Khéo khôn, sở dĩ có người thông minh hay giỏi tài trí là được người đời kính trọng, đó là nhờ có âm đức. Nếu âm đức không có mà thông minh, giàu có thì sẽ tai họa cho thiên hạ. 59. Có hai điều quan trọng mà bạn phải nên nhớ, đó là trong cuộc sống bạn đừng nên thờ ơ với những gì quá gần gũi và quen thuộc, mà bạn hãy giữ gìn chúng như những thứ quan trọng nhất. Vì có lúc bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi. Và một điều nữa là đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Vì mỗi chúng ta là những con người khác nhau và có những giá trị khác nhau. 60. Trí tuệ chân thật là trí tuệ không phải lấy từ sách vở mà ra. Bản chất của con người không phải từ sách vở mà có. Thành công của con người cũng không phải ở sách vở mà nên. Bệnh tật của con người hết đi không phải ở toa thuốc, mà tất đều phải trải qua quá trình thực hiện của bản thân. Đó là sự kết tinh giữa ý chí và nghị lực thẳng bước tiến lên vì hoài bão của chính mình. 60. Trên đường đời, ắt hẳn mọi người chúng ta đều có những vị thầy chỉ dạy cho ta kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhưng vị thầy đích thực giúp chúng ta thăng hoa và chuyển hóa những phiền muộn đau khổ, đó chính là vị thầy cao cả trong tâm mình. Mỗi hành động ý nghĩa gì, vị thầy này đều biết rõ, rồi kiểm soát, rồi sàng lọc những cái tốt đẹp để làm hành trang cho đường đời của bạn.